Đôi khi chúng ta sẽ cần một mình, đặc biệt những ai đã được bảo bọc quá nhiều, đã được nâng đỡ quá nhiều từ cha mẹ, từ gia đình, từ những người khác. Hãy dành cho mình những giai đoạn một mình. Rất nhiều người muốn giải phóng những cái thứ này, thoát ra khỏi cái hộp này. Nhưng bạn có biết nguyên tắc đầu tiên để giải phóng tất cả những thứ này ra khỏi cái hộp là gì không? Không phải là mở nắp giải. Ý kiến tiếp. Hy vọng. Tin vào liệu mình còn không? Biết là có cái hộp. Bước đầu tiên để bạn có thể giải phóng nó, đó là biết mình có một cái hộp và biết bên trong cái hộp đó có cái gì. Biết mình có hộp và biết bên trong cái hộp có gì. Đó là bước đầu tiên. Và cái này cũng là điều mà một vài nhóm vừa nói. Muốn thấu hiểu bên trong của mình, muốn kết nối được với chính mình, đó chính là cái bước để bạn biết rằng bên trong cái hộp của bạn có cái gì. Còn việc rèn luyện kỷ luật bản thân, việc phá bỏ những niềm tin, đó là việc mở nắp hộp và bắt đầu bước ra như thế nào. Và nếu như các bạn không biết rằng bên trong cái hộp của mình có gì, các bạn sẽ không bao giờ vượt ra được nó. Kể cả hộp có mở nắp rồi, các bạn vẫn không biết rằng bên trong nó có cái gì để mà lôi nó ra nữa. Vậy thì mình cần phải biết được là bên trong có gì. Before you think out of the box, you must know what is inside the box. Trước khi chúng ta muốn nghĩ ra ngoài cái hộp, chúng ta phải biết rằng trong cái hộp đó nó có cái gì đó. Và chúng ta sẽ không thể biết được là cái hộp của mình có cái gì nếu như chúng ta chưa từng lặng, chúng ta chưa từng yên để chúng ta có thể nhìn vào bên trong cái hộp của mình. Nếu như bạn rất sợ một mình thì bạn sẽ không biết rằng bên trong mình có cái gì. Và đôi khi nếu như bạn sợ cô đơn, sợ đi một mình, sợ gặp rủi ro gì đó ngoài kia nên mình luôn luôn phải đi cùng với một người khác. Giống như người bạn tuyệt vời của chúng ta, khi mà đến đây buổi nay mới là cái buổi đầu tiên mà bạn ấy đi một mình. Mà cũng không đi một mình hoàn toàn, tại vì bố đưa ra tận bến xe. Chắc bố cũng phải nhìn lên xe an toàn rồi nhìn cái xe mất hút rồi bố mới an tâm mà đi. Vậy thì chúng ta phải dành cho mình có những giai đoạn được một mình, chúng ta mới nhìn được vào bên trong cái hộp có gì. Một mình. Các bạn tin đi, buổi học ngày hôm nay không giúp cho các bạn nhìn ra bên trong có cái gì đâu. Nhưng buổi học ngày hôm nay giúp cho các bạn biết rằng để nhìn ra bên trong bạn có cái gì thì bạn cần làm gì. Và việc đó các bạn sẽ cần phải làm một mình. Không ai giúp cho các bạn, không người nào bên ngoài giúp cho các bạn. Tệ An có làm một cái bài thơ, đó là một mình đâu phải cô đơn, căn phòng ấm chén trà thơm, yên nghe gió thổi từng cơn, tâm hồn mỗi ngày mỗi lớn. Bài thơ trong cuốn sách Lặng. Và đó là sự thật. Một mình đâu phải cô đơn, có căn phòng ấm, có chén trà thơm, yên nghe gió thổi từng cơn là lắng nghe những cái ở bên ngoài. Và lúc đó bạn sẽ thấy tâm hồn mình mỗi ngày mỗi lớn khi mình biết ở một mình. Chuyến đi đầu tiên một mình của Tuệ An là năm Tuệ An 19 tuổi, đi Thái Lan. Và Tuệ An rất hạnh phúc. Và sau đó Tuệ An có rất nhiều những chuyến đi khác một mình. Và Tuệ An rất vui khi được đi một mình. Và phải đi xa thì mới sướng, kiểu vậy. Và gần đây trước khi quay trở về thì cũng có một chuyến đi một mình. Và có rất nhiều người xin đi cùng Tuệ An. Và đội ngũ để chỉ đi một mình có ổn không? Đi một mình có ổn không mà? Làm ơn đi, tôi đã đi một mình từ rất lâu rồi. Và làm ơn để cho tôi một mình dùng cái. Tôi không cần thêm trợ lý, tôi cũng không cần thêm ai đi theo để làm gì hết á. Tôi muốn được đi một mình. Và khi đi một mình như thế, các bạn rất tự do, các bạn rất hạnh phúc. Nhưng các bạn sẽ tự do và hạnh phúc khi các bạn không còn quá nhiều nỗi sợ.
Những con người không còn quá nhiều nỗi sợ đầu tiên sẽ phải là những con người có bản lĩnh. Bản lĩnh này đôi khi sẽ được di truyền từ các thế hệ này sang các thế hệ khác trong gia đình chúng ta. Các bạn sẽ thấy những gia đình mà bố mẹ rất là mạnh mẽ, đi phượt nọ kia, thả con như gà rừng từ nhỏ, thì tự nhiên chúng nó cũng được lớn. Tự nhiên chúng nó cũng thích trải nghiệm một mình, có phải vậy không? Nhưng có những gia đình thì không thả con như gà rừng từ nhỏ, mà sẽ bọc con vào những cái hộp cho đến khi con của mình ngoài 30, ngoài 40 vẫn cứ bọc con mình vào những cái hộp. Ôi, con bé nó sẽ chết mất. Ôi, thằng bé nó sẽ chết mất. Trong đầu bố mẹ vẫn nghĩ như thế. Mặc dù con bé hay thằng bé nó đã ngoài 30, nó đã ngoài 40 tuổi rồi. Và với những bạn mà mình có may mắn sống được trong gia đình đầy tình yêu thương nhưng hơi thiếu bản lĩnh một chút như vậy á, thì chúng ta cần phải biết mình sẽ cần phải bứt phá khỏi chính những cái vỏ bọc, chính những cái hộp đó như thế nào. Những người mà được nuông chiều từ bé cũng khó có bản lĩnh hơn là những người phải xông pha và gian khó từ bé. Các bạn đừng nghĩ cứ nhà giàu là sẽ nuông chiều nha. Không phải đâu. Có những nhà không hề giàu nhưng vẫn cứ nuông chiều. Nhưng có những nhà giàu rất kỷ luật và nghiêm khắc với con cái và giáo dục con một cách rất đặc biệt, bởi vì họ biết được rằng tại sao họ có ngày hôm nay. Các thế hệ khác trong gia đình của họ đã đứng lên như thế nào để gia đình họ có ngày hôm nay. Và các con của họ cũng sẽ nối tiếp cái điều đấy. Nhưng đương nhiên cũng có những gia đình rất giàu có và cũng rất nuông chiều con. Để ăn có những học viên là những gia đình rất giàu có, thậm chí là những tập đoàn có tiếng luôn. Và những người chủ của tập đoàn ấy từng nói với Tuệ An là: cô Tuệ An, thương trưởng anh không sợ cái gì, chị cũng không sợ cái gì, chị không sợ bất kể điều gì cả, chị đã vượt qua quá nhiều điều rồi. Nhưng tại sao có mỗi vấn đề là con của chị lại không vượt qua được? Vậy thì chúng ta cần phải nhìn lại. Đôi khi chúng ta sẽ cần một mình, đặc biệt những ai đã được bảo bọc quá nhiều, đã được nâng đỡ quá nhiều từ cha mẹ, từ gia đình, từ những người khác. Hãy dành cho mình những giai đoạn một mình, những chuyến đi một mình, những giờ phút một mình, những hành động mình có thể làm một mình, tất cả những việc mình có thể làm một mình thì mình hãy làm một mình. Và khi mình làm một mình á, mình sẽ được bứt phá khỏi rất nhiều những sự sợ hãi. Ngày xưa khi hồi trẻ và kể cả bây giờ, anh rất thích đi nước ngoài. Bởi vì nước ngoài là những nơi mà mình không hề biết, mà mình đôi khi phải nói những cái thứ tiếng mà mình cũng không quá dành như tiếng mẹ đẻ. Và lúc từ hồi xưa, từ hồi chưa có kết hôn, anh đã có một cảm giác rất thích bị lạc đường ở nước ngoài. Không hiểu ra rất thích bị lạc đường ở nước ngoài, tại vì cứ loay hoay một hồi kiểu gì mình cũng tìm ra đường để đến chỗ này, để đến chỗ kia. Và mình thấy rất vui với điều đấy khi mình tìm ra được đường. Có một lần Tuệ An từ Bỉ đi sang Paris. Các bạn biết rằng Bỉ là trung tâm của châu Âu, và từ Bỉ chúng ta sẽ đi được ra rất nhiều nước. Thế là có một dịp cuối tuần là Tuệ An sẽ bắt đầu từ Bỉ đi lên Paris. Nhưng mà sẽ phải đi những chặng rất dài. Tại lúc đó Tuệ An ở một cái thành phố tên của nó là Antwerp. Nó là một thành phố cảng biển. Thì hồi đó mình làm hàng hải nên mình đi học về cảng biển là đúng rồi. Mình đến cái thành phố Antwerp đó. Antwerp hình như là cảng biển lớn thứ hai hay thứ ba gì đó ở châu Âu, sau cảng ở Đức và cảng ở Hà Lan. Thì phải đi tàu từ Bỉ, từ Antwerp lên đến Brussels, sau đó lại bắt tiếp một chuyến nữa, đi tàu thôi, không có tiền đi máy bay. Từ Brussels đi sang Paris và ngồi tàu rất là lâu, chuyển tàu các kiểu. Và lúc mà đến Paris rồi thì phải tìm cách đi xe bus, phương tiện công cộng nào đó đến cái nơi mà mình đã ở. Tại vì hồi đó đâu có tiền để bắt taxi hoặc đi những phương tiện mà gọi một cái đến nơi ngay đâu. Và đã có một lần, các bạn biết rằng Brussels, Bỉ thì có vẻ sẽ thanh bình hơn là Paris. Nếu như các bạn đã đến Paris, các bạn sẽ thấy đây là một thành phố nó rất tráng lệ, nhưng nó cũng rất nhộn nhoạn. Bán hàng rong cũng có, gạ bạn phải mua cái thứ này mua thứ kia cũng có, rất nhiều thể loại dân cư cũng có, người nhập cư rất nhiều và
cũng rất nhiều tệ nạn trộm cắp lấy đồ cũng có luôn á. Và lúc đó khi mà một mình với rất là nhiều hành lý thì Tệ An chỉ định di chuyển hành lý của mình từ chỗ này đến chỗ này, nhưng mà vì nhiều quá mình phải đi làm hai chuyến, đi một chuyến trước sau đó quay lại đi chuyến sau. Đến lúc quay lại đã thấy một người phụ nữ và một người đàn ông đang giằng co cái hành lý của mình ở cái chỗ này. Ở trời ơi, đồ của tôi mà hai ông bà đang tranh nhau nữa. Tôi nghĩ là hai người đó muốn lấy thôi. Đến lúc mà Tuyển nói, không được, của tôi chứ. Sau đó đến giằng lại thì người đó bắt đầu giải thích là không, tôi không có định lấy, tôi chỉ định giúp mang đồ giúp bạn thôi. No, I don't need that. Tôi không cần, để cho tôi một mình, để cho tôi một mình. Và cái chuyến đi đó, những cái chuyến đi một mình ấy, sẽ là những cái chuyến đi bạn sẽ có rất nhiều trải nghiệm. Thậm chí bạn trải nghiệm những giây phút bạn cảm thấy cô đơn, nó cũng là những điều rất đáng để trải nghiệm. Sau khi mà ở Paris cái ngày đó thì cái ước mơ của Tuệ An là được leo lên tháp Eiffel. Và đã xếp hàng rất là dài dưới trời tuyết để có thể mua vé leo lên đỉnh tháp. Các bạn nào đi rồi sẽ biết là không phải một phát mình đến là mình leo lên ngay đâu. Mình phải xếp hàng để mình mua vé. Và đôi khi vào những cái ngày đẹp trời và những ngày cuối tuần thì cái hàng để xếp nó sẽ rất dài. Sau đó mình đưa hộ chiếu, mình mua vé và mình lên đến đó. Và sau rất nhiều nỗ lực khi mình lên đến đỉnh rồi, mình nhìn thấy kinh đô ánh sáng vô cùng đẹp rồi, tự nhiên trong lòng mình trào dâng một cái nỗi nhớ nhà, một cái sự cô đơn. Ồ đẹp thế nhưng sao có mỗi một mình ở đây nhỉ? Và cái đó là những cái bạn sẽ cần phải trải nghiệm. Và cái đó là một điều rất tuyệt vời. Và hãy cho mình có một cuộc sống giàu màu sắc và nhiều thứ để trải nghiệm hơn. Và nếu như đó là những năm mà tôi ăn còn trẻ, còn chưa lấy chồng, còn vào năm này thì lại khác. Nếu như lại được đứng trên tháp Eiffel một lần nữa thì tôi ăn sẽ không vướng mắc thời gian để hỏi tại sao chỉ có một mình, mà sẽ chú tâm để ngắm nhìn cảnh đẹp một cách trọn vẹn. Nhưng đương nhiên chúng ta phải trải qua những cái giai đoạn thiếu tỉnh thức thì chúng ta mới đến những giai đoạn tỉnh thức. Và việc của chúng ta là cái này không ai nói lý thuyết mà dạy mình mà hiểu mình được. Chúng ta cần phải vứt mình vào những nơi có thể bạn không biết đích đến, bạn chưa có một cái dự định gì cả, một nơi mà có thể bạn vẫn có sợ hãi đó. Nhưng khi bạn vứt bạn vào, bạn vượt qua được thì bạn mới chiến thắng được sự sợ hãi đó ở bên trong. Và chính những cái trải nghiệm quý báu đó của bạn, nó sẽ là những cái hành trang của bạn trên quãng đường này. Các bạn có tin là tiền tiêu rồi nó cũng hết đâu, nhưng chính những cái trải nghiệm đó nó sẽ luôn luôn ở lại ở trong tâm trí của bạn. Cho dù một ngày bạn phải nằm xuống, bạn nhớ mình đã sống một cuộc sống đầy trải nghiệm và đầy sắc màu, rất là tuyệt vời. Và khi chúng ta ở một mình như thế, chúng ta sẽ nhìn ra rất rõ những khả năng của mình. Đôi khi chúng ta sẽ thấy một người nhỏ bé mà có thể xách được đến 40-50 cân. Tại vì làm gì có ai xách cho thì phải xách thôi. Và tự nhiên bạn sẽ khám phá ra rất nhiều điều tuyệt vời. Bạn sẽ khám phá ra rằng mình cũng có định hướng tốt hơn mình nghĩ đấy chứ. Giống như 3 năm rồi từ khi mà làm hoàn toàn công việc này, tôi ăn không có xài tiếng Anh nhiều nữa. Và tôi ăn nghĩ rằng vốn tiếng Anh của mình đã bị thui chột rất nhiều. Sau đó Covid đến nữa mình cũng đâu đi đâu đâu. Một chuyến vừa rồi mở cửa mình đi nước ngoài và mình học một chương trình bằng tiếng Anh. Và mình thấy rằng mình nhận ra rằng khi mình đi một mình tiếng Anh của mình vẫn ổn chứ. Đương nhiên không thể tốt được bằng trước đây, nhưng vẫn ok, vẫn ổn được. Vậy thì nếu như chúng ta không thả mình và đi một mình, chúng ta đâu biết được. Chúng ta đã từng nghĩ rằng nó sẽ không ổn đâu, nhưng cuối cùng nó vẫn ổn. Và các bạn tin không, cuối cùng mọi chuyện đều sẽ ổn.